Đây có phải sự can đảm mà các vị thần ban cho họ đến trái đất để giao lưu? Khi chuẩn bị tiếp xúc, đột nhiên vang lên một tiếng bùm, con người đã nổ súng bắn lén, người ngoài hành tinh ngã xuống. Bọn họ tức giận thật rồi. Từ tàu vũ trụ của họ bước xuống một người kim loại cao hàng trăm mét, đôi mắt đỏ đầy nguy hiểm chớp đôi mắt một cái. Tất cả vũ khí của con người đều mất đi kiểm soát, nó trở nên vô tác dụng. Căng thẳng hơn là chớp một cái nữa, người kim loại phát ra âm thanh ở tần số cao khủng khiếp. Màng nhĩ của con người dường như sắp vỡ. Người kim loại đi về phía con người giống như vị thần đi xuống trái đất. Con người cơ bản là không có năng lực chống trả. Người kim loại chìa tay ra thăm dò một chút. Khi thấy con người không còn sự đe dọa, đôi mắt đỏ của người kim loại đóng lại, vũ khí cũng được khôi phục hoạt động. Sau đó, người kim loại giống như một bức tượng vậy. Con người nhanh chóng đưa người ngoài hành tinh đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu cấu trúc DNA cũng như thành phần sự sống. Con người muốn truyền máu cho nó nhưng không thấy tĩnh mạch. Một bác sĩ dùng máy khử rung tim để sơ cứu, bản thân lại bị viên đạn bắn ra. Vị bác sĩ can đảm bắt đầu phẫu thuật. Da của người ngoài hành tinh bắt đầu nứt ra, nhưng nhìn kết cấu bên trong, bác sĩ vô cùng kinh ngạc. Họ giống như con người, cơ bắp, mạch máu, dây thần kinh và xương cốt. Họ dường như mô phỏng con người, tạo ra một cơ thể thích hợp với trái đất. Sau vài ngày, cơ thể anh ta dần ổn định, phát triển giống như một người đàn ông. Anh ta còn có thể giao tiếp với con người, ăn uống cũng y chang luôn. Sẽ có người muốn hỏi rằng, người ngoài hành tinh làm sao để tới trái đất? Hóa ra 2 tiếng trước, một vật thể không xác định được phát hiện gần sao Mộc. Nó không tuân theo định luật hấp dẫn, lao vào trái đất với tốc độ cao. Thông qua tính toán, với tốc độ cao như thế này, nó sẽ va chạm với trái đất, đó là một thảm họa. Trái đất khả năng sẽ bị hủy diệt, cho nên quân đội Mỹ đã tập hợp các nhà khoa học. Helen là nhà nghiên cứu vi sinh vật cũng được triệu tập theo đoàn. Khi vật thể không xác định gần va chạm vào trái đất, nó đột ngột giảm tốc độ, cho nên xảy ra việc con người bắn súng trước đó. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Mỹ lại không tự lượng sức mình, bắt đầu tập kết vũ trang, dự định tiêu diệt người kim loại. Người kim loại cao hàng trăm mét đi tới trái đất, đôi mắt đỏ của hắn vô hiệu hóa vũ khí của con người. Quân đội Mỹ phái 2 máy bay tấn công, muốn ném bom vào người kim loại. Máy bay vừa đến gần, liền bị người kim loại phát hiện. Người kim loại bắt đầu bật sáng mắt đỏ, máy bay vội vã bắn tên lửa, nhưng người kim loại không hề hấn gì, phát ra tia laser màu đỏ đánh chặn tên lửa ngay lập tức. 2 máy bay không thể kiểm soát được, va chạm rồi phát nổ. Bộ trưởng đi tìm người ngoài hành tinh đàm phán, tại sao anh ta lại có hình thái con người. Hóa ra năm 1928, một người leo núi ở vùng tuyết Ấn Độ phát hiện một khối cầu hình tròn. Người leo núi phá bỏ lớp tuyết và băng, nhìn thấy thế giới kỳ lạ bên trong. Đột nhiên, khối cầu phát sáng, khiến người leo núi ngất đi. Đến khi anh ta tỉnh dậy, khối cầu đã biến mất rồi. Trên tay anh ta còn có một vết sẹo và DNA của con người đã bị người ngoài hành tinh lấy đi. Anh ta nói, họ là nền văn minh số 1 trong vũ trụ, còn con người chỉ có trình độ 0.7. Người kim loại là người máy bảo vệ của anh ấy. Cơ thể của họ là một hình thái chưa xác định. Bộ trưởng hỏi một câu, tại sao anh đến hành tinh này? Anh ta nói rằng, đến để bảo vệ trái đất, nhưng không đồng ý trái đất là của con người. Bộ trưởng yêu cầu tiêm thuốc an thần, đồng thời đưa anh ta vào thẩm vấn. Khi tiêm thuốc an thần, Helen đã âm thầm đổi thuốc an thần thành nước muối, nhắc nhở anh ta mau chóng chạy đi. Anh được đưa vào phòng thẩm vấn. Chuyên gia thẩm vấn vừa nói, tình thế bắt đầu đảo ngược. Chuyên gia thẩm vấn bị mất kiểm soát. Anh ta đã hỏi ra được lộ trình rời khỏi căn cứ quân sự này và xâm nhập mạng lưới ý thức, thông qua thiết bị vô tuyến đánh bại toàn bộ nhân viên bảo vệ bên ngoài. Anh ta lảo đảo bước ra khỏi khu căn cứ. Anh thấy mình bị chảy máu vì vết thương do đạn bắn. Anh ta liên lạc với Helen, cô liền đưa theo con trai đến tìm anh. Thứ mà con trai Helen mang tới là một cái gì đó giống như mỡ cá. Bôi vào vết thương lập tức lành lại. Anh ta muốn Helen đưa anh ta đi gặp một người bí mật. Người đàn ông Trung Quốc này lại là đồng loại với anh ta. Ông ta nói, con người không ngừng nghiên cứu vũ khí, phát động chiến tranh thế giới. Con người có nguy cơ hủy diệt trái đất. Anh nghe lời của ông ta, rồi nói, quả nhiên là như vậy, được thôi. Vậy tôi bắt đầu quá trình phá hủy. Ông ta nói, có thể, nhưng ông không rời khỏi trái đất, vì ông còn có người nhà. Con người cũng có mặt đáng để chúng ta tôn trọng. Sau đó, anh ta bật chế độ triệu hồi. Trong hồ từ từ nhô lên một khối cầu. Sau đó, cá ở trong hồ, tắc kè, ếch ở trên bờ, kể cả côn trùng đều chạy về phía quả cầu. Thế là lúc đó, đại dương, sa mạc, các vùng đất đều xuất hiện vô số quả cầu như vậy. Các loài động vật cũng bị khối cầu bao bọc. Quân đội nhận ra rằng nó giống như con thuyền Noah để bảo vệ sinh vật trên thế giới, trừ con người. Helen chất vấn anh ta, làm như vậy để làm gì? Anh ta giải thích, con người phá hủy trái đất nghiêm trọng, tiêu diệt con người có thể bảo vệ trái đất. Helen cầu xin anh ta, con người có thể thay đổi. Anh ta lại nói, quá trình tiêu hủy đã bắt đầu. Lúc đó, một tên cảnh sát đến tìm bọn họ. Cảnh sát muốn bắt giữ anh ta đến đẩy chiếc xe lùi về phía sau. Cảnh sát sắp phải nhận cái chết, nhưng con trai Helen cầu xin anh ta để cảnh sát sống. Anh ra lấy một chút mỡ cá cho vào miệng cảnh sát, sau đó lấy năng lượng của xe ô tô để cứu sống anh ta. Helen quyết định đưa anh ta đi tìm một người thông minh của nhân loại, một người đạt được giải Nobel. Anh ta nhìn công thức trên tấm bảng đen, thấy rất nhiều chỗ sai. Anh ta bắt đầu giúp nhân loại tính toán lại. Vị tiến sĩ nhìn thấy cao thủ cũng lao tới viết lên trên bảng. Viết đến cuối cùng, tiến sĩ bối rối, công thức này có đúng không? Anh ta với tiến sĩ nói chuyện rất lâu, vẫn không thay đổi được tâm ý muốn tiêu diệt con người của anh ta.
Mặt khác, quân đội cũng rất thông minh, không tấn công người kim loại nữa, mà bí mật dùng tấm thép Wolfram nhốt người kim loại lại. Wolfram là hợp kim cứng nhất của nhân loại. Người kim loại không phản kích, quân đội đưa người kim loại đến căn cứ dưới lòng đất. Bọn họ nghĩ đến cách dùng mũi khoan cứng nhất trên trái đất để chia cắt người kim loại, nhưng cắt gần 10 tiếng đồng hồ. Đừng nói là chia cắt, ngay cả một lỗ nhỏ cũng không có. Mũi khoan còn bị mài mòn nặng. Một người thợ vào thay mũi khoan, lúc đó mới nhận ra sức mạnh công nghệ ngoài hành tinh. Bọ kim loại ăn mọi thứ, nếu như có kim loại ăn, nó sẽ tự phân chia một cách điên cuồng. Người thợ máy phát hiện mũi khoan bị ăn mòn, lập tức thấy được sự nguy hiểm, muốn ra ngoài, nhưng cấp trên lại không mở cửa. Bọ kim loại tấn công cơ thể anh ta, người thợ máy cứ thế mà chết. Những con bọ bắt đầu ăn giá đỡ của người kim loại. Lớp thủy tinh của phòng kiểm soát cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Chỉ huy nhanh chóng bật chế độ thiêu đốt, nhiệt độ 4000 độ, bắt đầu đốt cháy người kim loại. Người kim loại căn bản là không sợ. Điều này tương đương với việc người kim loại bị tấn công, nó bật trạng thái mắt đỏ. Người kim loại vẫy tay chào quân đội, giống như cái tạm biệt của tử thần. Sau đó, người kim loại phân tách toàn bộ thành bọ kim loại. Rất nhanh, căn phòng đó bị phá tan. Bọ kim loại ăn hết khu căn cứ, bay ra phía cửa lớn. Quân đội bên ngoài phát động tấn công vào đám bọ đó, nhưng đạn pháo và tên lửa bắn qua, bọ càng ngày lại càng nhiều. Tất cả binh đoàn đều đã bị thất thủ, biến thành thức ăn của đàn bọ. Sau đó, đàn bọ không dừng lại mà còn bay vào thành phố. Một chiếc xe tải lập tức bị nuốt chửng. Chúng bay đến đâu sẽ ăn sạch mọi thứ đến đó. Máy bay trực thăng đến bắt người ngoài hành tinh lập tức bị phá hủy. Con trai Helen muốn anh ta đưa cậu về nhà. Đi đến phần mộ của cha mình, cậu gục xuống. Ngày tận thế đến rồi, Helen ôm con trai vào lòng. Cảnh tượng này khiến anh ta cảm nhận được con người có tình cảm thật đặc biệt. Đây là điều các động vật khác không có. Anh ta thay đổi suy nghĩ, quyết định dừng lại quá trình. Lúc này, đám bọ kim loại vẫn điên cuồng tấn công thành phố. Đám bọ ùn kéo tới càng ngày càng đông. Một sân vận động bị ăn sạch trong 5 giây. Anh ta nói, phải nhanh chóng tới chỗ khối cầu bắt đầu thì mới dừng được người kim loại. Lúc bọn họ đến nơi, bọ kim loại cũng tấn công tới. Bọn họ trốn vào một đường hầm, nhưng cơ thể của Helen và con trai đã bị bọ kim loại xâm nhập. Hai người bắt đầu chảy máu cam và tính mạng đang bị đe dọa. Lúc này, anh ta đã ý thức được bản thân mình đã sai, cho nên để bọ kim loại vào trong cơ thể mình. Anh ta nói, nhân loại thực sự gặp nguy hiểm thì mới thay đổi. Tôi cho mọi người thêm một cơ hội, rồi quay đầu tạm biệt Helen. Anh ta chống lại bọ kim loại, trở về khối cầu. Sau sự tiếp xúc đó, anh ta biến mất. Sau đó, bọ kim loại cũng dừng lại và đáp xuống mặt đất. Lúc đó, các thiết bị điện tử trên toàn thế giới cũng ngừng hoạt động. Chỉ có chim bay, động vật hoạt động, văn minh nhân loại bị tạm ngưng. Sau đó, khối cầu rời xa trái đất. Trái đất lại khôi phục như xưa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy follow để hóng những video tiếp theo nhé.